xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, đúng như lời hứa thì hiện tại chị đã có mặt ở đây cùng với các bạn rồi này. Không biết là các em đã có mặt ở đây với chị chưa nhỉ? Nếu mà các bạn đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị rồi thì hãy nhanh chóng gửi lời chào đến chị nhá. Được không? Rồi, ok. Không biết là các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy giúp chị một việc, đó chính là sao ạ? Hãy chia sẻ cái phần phát trực tiếp này vào trong cái nhóm chat của lớp mình giúp chị nhá, để cho cả lớp mình cùng đây vào học, được không ạ? Ok, chị xin chào Ngọc Ánh, chị xin chào Hương Giang. Ok, xin chào các bạn. Không biết là các bạn đã đọc cái văn bản trong lòng mẹ này chưa? Kem ơi, Kem đã đọc văn bản chưa? Rồi, chị sẽ đợi các bạn nhá. Chị sẽ đợi các bạn để cho lớp mình khi mà vào đông đủ rồi ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay. Ok, xin chào Nhi Ngọc, xin chào em. Ngày hôm nay thì chị có lựa chọn một cái bản nhạc. Một cái bản nhạc mà khá là phù hợp. Bởi vì sao ạ? Nó cũng nói về cái tình mẫu tử ấy, được không ạ? Một chị đã bày tỏ được cái cảm xúc của mình, bày tỏ được cái tình cảm của mình đối với người mẹ. Và cũng như thế nào ạ? Cũng giống như chú bé Hồng, ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Đó là một cái cậu bé vô cùng yêu thương mẹ của mình, đúng không ạ? Dành trọn vẹn tất cả những cái tình cảm tốt đẹp nhất cho người mẹ của mình. Mặc dù bà cô có nói những cái lời nói vô cùng cay nghiệt, thì chú vẫn giữ vững cái quan điểm, giữ vững cái nhìn về người mẹ yêu dấu của mình, được không ạ? Đấy chính là cái văn bản ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây là một cái văn bản được coi là gì ạ? Được coi là trọng tâm các em nhá. Hãy nhớ rằng ngôi chị, văn bản trong lòng mẹ là một cái văn bản trọng tâm trong chương trình ôn thi của chúng mình. Và chắc chắn rồi nhá, trong cái kỳ thi giữa kỳ này hoặc là cuối kỳ sẽ phải thi vào cái văn bản này đấy, được không ạ? Thế cho nên là các bạn phải chú ý với chị ngay từ đầu, được không? Các em học thì các bạn phải chú ý với chị ngay từ đầu để xem là cái cách mà chúng ta đi triển khai như thế nào, cách chúng ta tiếp cận cái vấn đề ấy ra sao, để chúng ta còn có được một cái nhìn, một cái định hình khi mà chúng ta ôn tập, được không ạ? Rồi, chị thấy rất là nhiều bạn đã có mặt ở đây cùng với chị này rồi này. Ok, xin chào Toàn Thắng, xin chào Gia Duệ, xin chào Trần Khang, xin chào các bạn. Rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị nhá. Đấy, nhưng buổi trưa nay thì chị cũng đã đăng một cái bài rồi đấy. Chị có đăng một cái bài là điểm danh những bạn nào vào đây xem phần phát trực tiếp của chị. Ôi trời đất ơi, mà chị thấy được rất là nhiều bạn, đúng không ạ? Rất là nhiều bạn đã bảo là em chờ đợi chị mãi, em mong đến tối để được gặp chị. Rất là cảm ơn những cái tình cảm đó của các bạn nhá. Rồi, ok, các bạn vẫn điểm danh nhá. Những bạn vào sau thì cứ điểm danh, được không ạ? Rồi, ok, xin chào Nguyễn Hoa, xin chào Thảo Nguyên. Các bạn vào sau thì các bạn cứ điểm danh bình thường thôi, được không ạ? Còn các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị rồi thì chị sẽ phổ biến một cái điều này. Chị sẽ phổ biến một cái vấn đề này cho các bạn. Có nghĩa là sao ạ? Bây giờ thì chị sẽ không phải là không phải gửi tài liệu cho các bạn dưới cái hình thức là bạn nào vào đây điểm danh thì chị sẽ gửi nữa. Mà xíu nữa chị sẽ có một cái post, được không ạ? Chị sẽ đăng một cái post để cho các bạn có thể làm bài tập này, để cho các bạn có thể điểm danh này. Đó, rồi sao nữa ạ? Đủ những cái lượt comment, đủ những cái lượt like mà chị yêu cầu ấy, thì chắc chắn rồi chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn nhé. Và hãy nhớ rằng là một tuần chúng ta sẽ học một tác phẩm. Buổi đầu của tác phẩm ấy chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái quát về tác giả và tác phẩm, được không ạ? Buổi thứ hai chúng mình sẽ đi học trọng tâm vào một cái vấn đề, một cái khía cạnh hay là một cái đoạn trích nào đó ở trong tác phẩm đấy, được không nào? Các em có đồng ý với chị điều đó không? Nếu mà các bạn có đồng ý thì các bạn hãy comment xuống là em đồng ý chị ạ, giúp chị nhá. Ok không nào? Rồi. Ok, vậy thì bây giờ thì có lẽ là chị em mình cũng đã trò chuyện với nhau được khoảng 4 đến 5 phút rồi. Còn bây giờ thì chị em mình sẽ bắt đầu vào bài học, được không ạ? Chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài học để xem là cái văn bản trong lòng mẹ này có những cái điều gì đặc sắc khiến cho nó trở thành một trong những cái văn bản trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 8. Đồng ý không? Nhá, được không nào? Rồi, ok, vậy thì quay vào đây với chị nào. Các bạn cùng quay vào đây với chị nhá. Các bạn đều biết rằng là tác giả của văn bản này chính là nhà văn Nguyên Hồng. Nhà văn Nguyên Hồng, được không? Vậy thì đầu tiên các bạn muốn đi tìm hiểu sâu được văn bản thì chúng ta cần phải tìm hiểu gì ạ? Những cái sơ lược nhất, tìm hiểu khái quát. Một, tìm hiểu chung.
một tìm hiểu chung. Nào, vậy thì các bạn ở đây, các bạn ơi, các bạn đã đọc cái tác phẩm này cho chị chưa? Các em đã đọc cái đoạn trích trong lòng mẹ này chưa? Rồi, ok, xin chào Thanh Hoa, Thanh Hoa đã có mặt rồi này. Rồi, rất là cảm ơn các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn trả lời chị nào. Các bạn đã đọc cái tác phẩm này chưa ạ? Các bạn đã đọc tác phẩm này chưa ạ? Ô, chị rất là cảm ơn các em nhá. Rồi, các bạn phải đọc nhá, các bạn phải đọc văn bản thì các bạn mới có thể là tiếp cận được cái văn bản này một cách gì ạ? À, sâu nhất, được không nào? Nhá, vậy thì chị sẽ nói qua về nhà văn Nguyên Hồng cho chúng ta biết. Đúng không ạ? Chị sẽ cung cấp một vài những cái thông tin cơ bản liên quan đến nhà văn Nguyên Hồng. Như chúng ta đều biết rằng là sao ạ? Trong cái dòng văn học hiện thực phê phán giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945. Đây, chị sẽ khái quát ra cho các bạn nhé. Từ năm 1930. Đây, chị sẽ viết bút đen. 1930 đến năm 1945. Đây là một cái giai đoạn người ta gọi là gì ạ? Giai đoạn văn học hiện thực phê phán ấy. Được không ạ? Cái dòng văn học hiện thực phê phán nhá. Văn học hiện thực phê phán. Đấy. Văn học hiện thực phê phán. Nhá. Và ở cái giai đoạn này thì Nguyên Hồng đứng một cái vị trí quan trọng và là một trong những nhà văn xuất sắc nhất ở trong cái thời kỳ ấy. Vậy thì ông sinh vào ngày 11 tháng 11 năm 1918 tại Vụ Bản Nam Định. Đầu tiên tác giả, một tác giả. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu á chị. Đầu tiên là về cái khía cạnh là cuộc đời của nhà văn nhá. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cuộc đời. Nào, những bạn ở đây đã có sách giáo khoa rồi thì các bạn có thể dở sách giáo khoa ra cho chị xem. Các bạn có thể dở sách giáo khoa ra cho chị xem nhá. Là cái văn bản này thì chúng ta đều có được những cái nhìn, những cái nhìn ban đầu về nhà văn Nguyên Hồng rồi đấy. Được không ạ? Đây, cuốn sách giáo khoa của chúng ta đây. Nào các bạn ơi, các bạn có thể nhìn vào đây giúp chị nào. Ở trong cuốn sách giáo khoa thì người ta cũng có nêu ra một vài những cái ý liên quan đến nhà văn Nguyên Hồng. Một là ông sinh năm 1918 và mất năm 1982 tại Vụ Bản, Nam Định. Và tên khai sinh của ông là Nguyễn Nguyên Hồng. Nhá. Đấy, người ta bắt đầu nêu ra là gì nữa ạ? Chị sẽ nói thêm một chút về cái cuộc đời của ông này để chúng ta biết được là à thì tại sao cái cuộc đời của ông nó lại in đậm vào trong những cái trang viết như vậy. Chính vì cái cuộc đời nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái phong cách viết văn của ông, đến cái đề tài mà ông sử dụng, đề tài mà ông hướng tới. Kèm nhớ. Vậy thì ông sống ở trong một cái hoàn cảnh rất là nghèo túng. Người cha thì nghiện ngập bệnh tật, lại không thương yêu mẹ dù bà là người tần tảo hiền hậu. Nhớ, mẹ của Nguyên Hồng thì không hề được yêu thương. Bà thì rất là giàu đức hy sinh. Thế cho nên là Nguyên Hồng đã sớm thấu hiểu được cái nỗi khổ ấy của mẹ mình. Và ông còn nói rằng như thế nào ạ? Thầy mẹ tôi lấy nhau không phải vì thương yêu nhau. Đấy nhá, ở trong cái đoạn trích, những ngày thơ ấu ấy, hồi kỳ những ngày thơ ấu ấy, Nguyên Hồng có nói là thầy mẹ tôi lấy nhau không phải là vì yêu thương nhau đâu. Thế thì chúng ta mới có thể thấy rằng là ngay từ khi còn rất là nhỏ, ở cái tuổi mà đứa trẻ con khác đang vô tư tận hưởng tình yêu thương chiều chuộng của cha mẹ, thì Nguyên Hồng đã sớm tự nhận thức được mình được sinh ra trong một cái cuộc hôn nhân vô cùng gượng gạo và không hề có một chút tình yêu nào. Và bằng tất cả những cái gì non dại và vô tư nhất, Nguyên Hồng đã khắc sâu vào ký ức những cái hình ảnh của những năm tháng tuổi thơ mang một cái màu sắc xám xịt, với một gia đình không có sự vui vẻ hòa thuận của người lớn mà chỉ toàn là những tủi nhục đắng cay. Đấy chính là cái cuộc đời của Nguyên Hồng đấy. Vậy thì cái hành trình trưởng thành của ông thì sao ạ? Cái hành trình trưởng thành của ông thì sao? Mới 12 tuổi thì ông đã mồ côi cha. Mẹ thì đã lén lút đi thêm một cái bước nữa, có nghĩa là lấy thêm một đời chồng ấy, các bạn hiểu nôm na là thế nhá. Lấy thêm một đời chồng nữa. Và cũng bị gia đình nhà chồng ruồng bỏ hắt hủi, không được tự do gần gũi chăm sóc cho con. Nguyên Hồng lúc bấy giờ thì phải sống nhờ bà nội cùng cô ruột và chịu cái sự rẻ rùng khinh miệt của bà. Những bạn nào đã đọc cái đoạn trích trong lòng mẹ này đều thấy được
là cái sự cay nghiệt của bà cô đã khắc sâu vào trong cái tâm trí của chú bé Hồng như thế nào. Nhớ, ông lớn lên bằng những cái lời cay nghiệt, một cái cuộc sống cực khổ vì đói ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương gia đình. Nguyên Hồng đã từng phải đi đánh đáo để có tiền trang trải cuộc sống, tiếp xúc với đủ mọi hạng trẻ hư hỏng của các tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội ở khắp nơi, như là vườn hoa, bến tàu rồi cổng chợ. Nhớ, tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo thì khi mà lớn hơn một xíu rồi ấy, các bạn biết bao nhiêu tuổi Nguyên Hồng học hết bậc tiểu học không? Các bạn biết không? Học hết bậc tiểu học thì Nguyên Hồng đã phải nghỉ giữa chừng để theo mẹ đi kiếm sống, trải qua rất là nhiều những cái vất vả trong hành trình kiếm việc làm, nhưng mà đều thất bại. Và cuối cùng thì ông đã dừng chân nơi xóm cấm Hải Phòng và trở thành giáo viên, ngày ngày dạy học cho em, đúng không ạ? Cho các em, các con của những cái người nông dân lao động. Nhớ, đúng không ạ? Đấy chính là cái cuộc đời của ông. Đấy chính là cái cuộc đời của ông. Vậy thì ở đây, các bạn ơi, các bạn nhìn vào đây, đây chính là cái tài liệu của chúng mình ngày hôm nay chị sẽ gửi cho các bạn. Vậy thì chị sẽ không ghi quá nhiều ra nữa nhá. Chị sẽ không ghi quá nhiều ra nữa. Và các bạn sẽ nhìn vào đây cho chị này. Các bạn sẽ nhìn vào tài liệu cho chị. Chị đã khái quát cho các bạn về cái cuộc đời của nhà văn Nguyên Hồng. Đấy, như chị đã nói đấy, đến năm 16 tuổi thì nhà văn mới bắt đầu học hết cái bậc tiểu học. Thường thường thì chúng ta bao nhiêu tuổi ạ? Các bạn bao nhiêu tuổi học hết bậc tiểu học? Các bạn, thế mà nhà văn đấy, 16 tuổi mới học hết bậc tiểu học, thế mà cuối cùng lại trở thành được một nhà giáo để dạy chữ, dạy học cho những cái con em của người dân lao động nơi đây. Đấy, được không ạ? Bằng cái sự nhạy cảm của mình thì ngay từ nhỏ Nguyên Hồng đã cảm nhận và thấu hiểu được sâu sắc cái nỗi thống khổ của người nông dân lao động nơi cái phố nghèo ở Hải Phòng ấy, được không ạ? Và đồng thời được tiếp xúc với tri thức tiến bộ của mặt trận dân chủ, nên ông dễ dàng nhìn ra được những cái ngóc ngách tăm tối của cuộc sống, cái sự bức bối chèn ép của xã hội đương thời. Đó nhá, đấy nhá, đấy chính là về cuộc đời của nhà văn Nguyên Hồng. Chính ở cái mảnh đất Hải Phòng này này, chính ở trong cái mảnh đất Hải Phòng này, thì nhà văn Nguyên Hồng đã gặp được nhà văn Thế Lữ. Mà sau này thì các bạn sẽ được học một cái tác phẩm của nhà văn Thế Lữ ấy, nhà thơ, được không ạ? Đấy, Nhớ Rừng. Nhớ, tác phẩm Nhớ Rừng. Gặp một khối căm hờn trong cúi sắt ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Một cái nhân vật đình đám mở đầu trong phong trào thơ mới, rồi bắt đầu hình thành một cái khát vọng được theo đuổi sự nghiệp văn chương của chàng trai trẻ. Trong một cái hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh viết về Nguyên Hồng ấy, thì giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh có nhận định như thế này, có viết như thế này. Trong bộ dạng Nguyên Hồng không ai nghĩ là một nhà văn. Mặt thì đen sạm để râu dài, áo cánh màu xanh tràm, bốn túi mũ lá, dép lốp sò cả hai quai hậu, đi xe đạp thiếu nhi Liên Xô, mất cả chắn xích lẫn chắn bùn, đeo đằng sau một bì cói vừa đựng tài liệu vừa đựng một chai rượu cuốc lủi, kèm theo mấy thanh giang trẻ lạt. Và cũng từ đó thì cái khu ổ chuột nơi xóm đất Hải Phòng đã xuất hiện một nhà văn, với những trang viết đầu tiên mang màu sắc giản dị nhưng sâu sắc, thấm thía và rung động lòng người. Đấy chính là về cuộc đời của nhà văn Nguyên Hồng đấy các bạn ạ. Chúng ta có thể thấy được rằng là cuộc đời của nhà văn đã trải qua vô vàn những cái khó khăn đau khổ. Bằng cái sự nhạy cảm của mình ngay từ nhỏ thì Nguyên Hồng đã cảm nhận và thấu hiểu được sâu sắc cái nỗi thống khổ của người dân lao động nơi phố nghèo. Và đồng thời ông cũng được tiếp xúc với những cái tri thức tiến bộ, cho nên ông dễ dàng nhìn ra được những cái ngóc ngách tăm tối của cuộc sống, cái sự bức bối chèn ép của xã hội đương thời. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần sự nghiệp sáng tác. Chuyển sang phần sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyên Hồng các em nhé. Các bạn đừng quên là lấy giấy bút để ghi lại cho chị, được không nào? Đừng quên lấy giấy bút để ghi lại nhé. Chị có lưu lại nhé, chị có lưu lại like, yên tâm đi. Rồi, ok, quay trở lại đây với chị nào. Vậy thì chúng ta để ý cho chị cái sự nghiệp sáng tác và cái thông tin về cuộc đời này, thông tin về sự nghiệp này, thông tin về thành tựu này. Sau này thì các bạn sẽ cần phải viết cho chị thành một cái luận điểm các em nhé.
viết cho chị một cái luận điểm là luận điểm khái quát tác giả tác phẩm. Như chị đã nói rồi đấy, sau này chị khi mà chị hướng dẫn các bạn học sinh lớp 9 đấy, rất là nhiều bạn hay quên cái luận điểm này. Tuy nhiên là nếu mà để muốn bài văn của mình được sâu, bài văn của mình được ấn tượng và bài văn của mình được đủ ý thì các bạn cần phải đưa nó vào một cái luận điểm để chỉ ra được cho chị cái vấn đề, chỉ ra được cho chị những cái đặc sắc, những cái nét đặc trưng nổi bật trong cái phong cách sáng tác của nhà văn ấy là như thế nào. Để từ đó liên hệ đến cái đề tài mà tác phẩm của chúng ta chuẩn bị nghị luận ấy. Đúng không ạ? Nhớ, liên hệ đến cái đề tài mà chúng ta đang chuẩn bị đi nghị luận nó sẽ ra sao. Được không nào? Nhớ, vậy thì sự nghiệp sáng tác các bạn để ý cho chị này. Cái đề tài sáng tác của nhà văn Nguyên Hồng thường sẽ hướng về phụ nữ và trẻ em. Ông còn được mệnh danh là gì ạ? Là nhà văn của những người cùng khổ. Vậy thì tại sao Nguyên Hồng lại được mệnh danh là nhà văn của những người cùng khổ? Qua cái phần mà chị nói về cuộc đời của nhà văn Nguyên Hồng thì các bạn đã phần nào hiểu được rồi đấy. Được không ạ? Qua cái phần trên này này, có nghĩa là nhà văn ngay từ nhỏ đã thấu hiểu, đã được phải sống trong một cái hoàn cảnh gia đình không như chúng ta, không được mấy đầm ấm, không được mấy hạnh phúc, mà còn phải chịu được cái sự cay nghiệt của bà cô ruột. Và sau đó khi mà chú bé Hồng phải theo mẹ đi bươn trải khắp nơi, sống sâu vào trong cái cuộc sống của người nhân dân, đúng không ạ? Đấy, hòa mình vào cái cuộc sống của con người, của nhân dân lao động, để ông thấu hiểu được cái nỗi nhọc nhằn, cái nỗi cùng khổ, nhất là trong cái thời kỳ là gì ạ? Nửa thực dân, nửa phong kiến, nửa Tây, nửa ta đấy. Thì con người càng bị xã hội chèn ép hơn. Những người nông dân thấp cổ bé họng, họ không có cái tiếng nói nào cả. Chính vì thế mà Nguyên Hồng đã đứng lên. Nguyên Hồng đã dùng ngòi bút của mình để nói lên những cái tiếng nói thay mặt cho những người nông dân cùng khổ. Kèm nhớ, nhớ, nhà văn của những người cùng khổ, nhà văn viết cho phụ nữ và trẻ em. Sở dĩ cái tên này được ra đời bởi ông có tình cảm đặc biệt và sâu sắc với những cái người có, những cái người ở trong tầng lớp lao động nghèo, thấp bé. Nhớ, được không? Được không nào? Ok, tiếp đến này, các bạn sẽ để ý cho chị về phong cách sáng tác của ông. Về phong cách sáng tác của nhà văn Nguyên Hồng thì các bạn sẽ biết được rằng là đây là một nhà văn có một cái giọng văn rất là giàu chất trữ tình, dạt dào cảm xúc và rất mực chân thành. Sáng tác của ông thì thể hiện sâu sắc được cái nỗi đau khổ uất ức của người dân lao động nghèo, trước hết là người phụ nữ và trẻ em bất hạnh. Ở Nguyên Hồng thì chúng ta thấy được rằng là có một cái tình cảm vừa nồng nàn, sôi nổi, vừa mãnh liệt, thấm thiết đối với người cùng khổ. Qua đó thì thể hiện được cái niềm tin của mình vào phẩm chất tốt đẹp của người lao động. Có thể nói trên những cái trang viết của Nguyên Hồng ấy, nó nồng nàn hơi thở của đời sống cần lao. Nhá, nồng nàn hơi thở của đời sống cần lao. Và cái tác phẩm tiêu biểu chị nghĩ là khi mà nhắc đến Nguyên Hồng ấy, thì chúng ta thường sẽ nhắc đến cái tác phẩm là Bỉ Vỏ. Không biết là ở đây những bạn đã yêu văn chương ấy, những bạn yêu văn muốn tìm hiểu về văn thì các em đã đọc cái tác phẩm Bỉ Vỏ này chưa? Các bạn không biết là các bạn đã đọc tác phẩm Bỉ Vỏ này chưa nhỉ? Nào, ở đây đã có bạn nào đọc đến tác phẩm này và biết đến tác phẩm này rồi thì có thể comment xuống cho chị xem nào. Các em nhớ, bạn nào biết đến tác phẩm này rồi thì bạn nào biết đến cái tác phẩm này rồi thì có thể làm sao ạ? Có thể comment cho chị biết nhá. Giọng chị đọc như sắp khóc ạ. Ủa, chị cũng sắp khóc rồi đây. Giọng chị đọc nghe như sắp khóc. Chị sẽ nói qua cho các bạn một chút xíu. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu về nhà văn Nguyên Hồng, đặc biệt là những bạn có dự định hay là có ý định thi học sinh giỏi nhá. Tiểu thuyết Bỉ Vỏ ấy, đây là một cái tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Nguyên Hồng. Bỉ Vỏ ít nhiều vẫn tồn tại một cái nhìn lệch lạc và vấp phải những cái lỗi vụng về. Nhưng đó là một cái lỗi sai của những người mới chập chững bước vào nghiệp viết. Dần dần sẽ biến mất theo cái thời gian bằng những kinh nghiệm. Đúng không ạ? Sau nhiều lần trải qua. Đây là một cái tác phẩm mà đã gọi là làm nên cái tên tuổi cho nhà văn Nguyên Hồng các em nhá. Được không ạ? Nhớ.
Nguyễn Tuân thì đã Nguyễn Tuân đã từng nói về Nguyên Hồng như thế này: Nguyên Hồng là một cái kẻ đam mê viết, một kẻ bị ám ảnh bởi công việc ngoài viết ra, không biết gì đến ăn mặc. Ăn mặc thì xuềnh xoàng tới mức người ta tưởng là lập dị. Đấy, có nghĩa là cả cái cuộc đời của nhà văn Nguyên Hồng ấy, ông chỉ dành trọn vẹn cho cái nghiệp viết của mình, được không ạ? Ông chỉ dành trọn vẹn cho cái nghiệp viết của mình. Làm sao để cho ra đời được những cái đứa con tinh thần mang đậm hơi thở của thời đại, mang đậm cái tấm lòng của mình. Sau này thì nhà văn tiếp tục viết về cuộc đời của mình qua nhiều trang hồi ký như là Bước đường viết văn của tôi này, Những nhân vật ấy đã sống với tôi này, Một tuổi thơ văn. Đó. Sau này thì nhà văn Nguyên Hồng đã viết khá là nhiều những cái hồi ký về cuộc đời của mình đấy. Nhá. Được không nào? Rồi, chị đang không đọc được comment của các bạn cơ. Các bạn đợi chị một xíu nhá. À, chị có lưu lại phần phát trực tiếp này không? Thì chị có lưu các bạn nhá. Yên tâm là những cái phần phát trực tiếp ở trong nhóm này thì chị sẽ lưu để cho các bạn có thể xem lại. Được không? Được không ạ? Nhá. Vậy thì tóm lại cho chị này. Tóm lại cho chị một cái điều như thế này. Chính vì những cái nét nổi bật trong cái sự nghiệp văn chương của ông ấy, cho nên là vào năm 1996, Nguyên Hồng đã được nhà nước truy tặng. Các bạn nhớ chị cái từ truy tặng nhá. Có nghĩa là Nguyên Hồng đã mất rồi, sau đó thì được nhà nước xét rồi truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Chúng ta đều biết được rằng là Nguyên Hồng thì nhà văn Nguyên Hồng ấy thì mất vào năm bao nhiêu ạ? 1982. Mà đến tận năm 1996 thì nhà nước mới bắt đầu, đúng không ạ, truy tặng có cái giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Thì bắt đầu Nguyên Hồng là một trong những nhà văn được truy tặng. Em nhớ, ông đã lao động nghệ thuật hăng say, hết mình và bền bỉ như một người thợ cho đến giây phút cuối của cuộc đời. Ông có tâm sự như thế này: trước khi ngồi vào bàn viết văn, ông chuẩn bị rất cẩn thận. Đó là trải chiếu ra nền nhà. Cái bàn viết bằng gỗ nhỏ được sắp xếp gọn với giấy viết, bút, nghiên mực. Tất cả chúng tôi đều hiểu, khi ông đã ngồi vào bàn viết là không được gây tiếng động, không được làm bất cứ việc gì phiền đến ông. Nhá. Được không? Đấy chính là một cái lời tâm sự của nhà văn Nguyễn Tuân về Nguyên Hồng. Ok chưa? Rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau tổng kết lại về tác giả. Tổng kết lại về tác giả thì các bạn ở đây, các bạn xíu nữa thì chị sẽ gửi cái tài liệu này cho các em nhá. Các em yên tâm, xíu nữa thì chị sẽ gửi cái tài liệu này cho các bạn. Được không nào? Hơi mờ à? Các bạn có thấy mờ không? Các em có nghe rõ chị nói và cũng như là có nhìn rõ cái phần mà chị đã show ra không nhỉ? Thế à? Ok, chị sẽ viết ra nhá. Chị sẽ viết ra cho các bạn, được chưa nào? Vậy thì quay trở lại vào đây, chị sẽ khái quát lại cho các bạn. Chị sẽ khái quát lại cho các bạn những cái ý chính, được không ạ? Những cái ý chính về Nguyên Hồng nhá. Đâu, đầu tiên đó chính là gì ạ? Đây, cuộc đời. Vậy thì nhà văn Nguyên Hồng sinh năm. Đấy, bây giờ chị sẽ đi khái quát lại cho các bạn đấy. Nguyên Hồng. Sinh năm 1918 và mất năm 1982. Tên thật là gì? Chị vừa nói rồi đấy, tên thật. Tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng. Nhá, các bạn nhớ chị đấy. Nhớ chị cái tên thật của ông nhá. Nguyễn Nguyên Hồng. Được chưa ạ? Ông sinh ra tại phố Hàng Câu. Được không ạ? Đây. Sinh ra tại thành phố Nam Định nhá. Thành phố Nam Định. Đấy là ý đầu tiên mà các bạn sẽ phải nắm được đó chị. Ý thứ hai đó chính là năm 12 tuổi. Năm 12 thì Nguyên Hồng mồ côi cha.
năm 12 tuổi, Nguyên Hồng mồ côi cha. Phải sống trong sự ghẻ lạnh. Phải sống trong sự ghẻ lạnh. Của nhà nội và bà cô ruột. Đấy là ý thứ hai trong cuộc đời của nhà văn Nguyên Hồng mà các bạn sẽ phải lưu ý. Ý thứ ba đó là sao ạ? Năm 16 tuổi. Thì đây chính là cái năm mà chị vừa nói là nhà văn Nguyên Hồng học hết bậc tiểu học đấy. Nhớ, nhớ chị điều đó. Thì Nguyên Hồng theo mẹ ra Hải Phòng. Theo mẹ ra Hải Phòng để kiếm sống. Và ở đây thì ông cũng đã bắt đầu sự nghiệp văn chương. Bắt đầu sự nghiệp văn chương. Nhớ, bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình. Được chưa nào? Rồi, đấy chính là về cuộc đời chị chỉ khái quát lại thôi. Tiếp B, đó chính là sự nghiệp. Sự nghiệp văn học. Ý đầu tiên chúng ta sẽ có về sự nghiệp đó chính là gì ạ? Đề tài sáng tác. Đề tài sáng tác. Như chị đã nói thì Nguyên Hồng là một cái nhà văn viết về phụ nữ và trẻ em. Nhớ, viết về phụ nữ và trẻ em. Hay là những cái người nông dân cùng khổ. Người nông dân cùng khổ. Đó, người nông dân cùng khổ. Ông luôn được mệnh danh là nhà văn viết về phụ nữ và trẻ em. Nhà văn của những người cùng khổ. Được không ạ? Nhớ, phong cách sáng tác. Phong cách sáng tác. Nào, có bạn nào nhớ được cái phong cách sáng tác mà chị vừa nói của ông không? Có bạn nào nhớ không ạ? À, văn của ông thì luôn giàu chất trữ tình. Giàu chất trữ tình. Rồi, sao nữa ạ? Cảm xúc thì dạt dào tha thiết. Cảm xúc dạt dào tha thiết. Rất mực chân thành. Nhớ, rất mực chân thành. Đấy chính là vì phong cách sáng tác của ông. Được chưa? Rồi. Ok, tiếp đến này. Sau phong cách sáng tác thì các bạn sẽ ghi thêm cho chị về cái thành tựu ấy. C, thành tựu. Thành tựu. Nào, ở trong phần này thì nhà văn Nguyên Hồng đã được nhà nước truy tặng cái giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1966. Và ông đã có để lại rất là nhiều những cái tác phẩm hay, những cái tác phẩm đặc sắc. Được không nào? Nhá, như là Bỉ Vỏ năm 1938. Ví dụ như là tiểu thuyết Bỉ Vỏ 1938. Rồi sao nữa ạ? Nào, các bạn có biết đến những cái tác phẩm nào không ạ? Hồi ký Những Ngày Thơ Ấu này, được không? Những Ngày Thơ Ấu. Năm 1938. Đây là một cái hồi ký mà được đăng báo lần đầu tiên vào năm 1938. Và xuất bản thì là xuất bản vào năm 1940. Thế cho nên là các bạn phải phân định rạch ròi ra cho chị hai cái quãng thời gian này. Để sau này khi mà các bạn viết cái luận điểm khái quát ấy, Những Ngày Thơ Ấu chính là cái đoạn trích trong lòng mẹ của chúng ta đấy. Đoạn trích trong lòng mẹ được trích trong cái hồi ký Những Ngày Thơ Ấu mà. Thế cho nên là các bạn phải hết sức lưu ý cho chị là sao ạ? Nó được đăng báo lần đầu tiên vào năm 1938. Và nó được làm gì ạ? À, nó được xuất bản thì vào năm 1940. Nhớ, kèm nhớ. Ok, rồi, vậy thì quay trở lại với chị.
quay trở lại cùng với chị, chúng mình sẽ cùng chuyển sang đây là chính là phần tác giả này. Các em đã nhìn được hết chưa? Các em đã nhìn được hết về phần tác giả này chưa? Nào, các bạn đã xem được hết phần tác giả này chưa nào, để chị sẽ chuyển sang phần tác phẩm của chúng mình. Đây mà chị viết à? Ồ, có màu à? Ồ, thế bây giờ là các bạn nhìn thấy chưa nào? Chắc là do đường mạng nhà chị đấy. Chắc là do cái mạng của chị đấy. Các em thông cảm một xíu nhá, các bạn cố gắng nhìn. Và sau đó thì chị sẽ gửi tài liệu để các bạn cũng đối chiếu vào trong đấy luôn nhá. Đấy. May mà chị viết. Thế là nếu mà chị có nói thì các bạn cũng không ghi kịp đúng không? Các bạn cũng không ghi kịp đúng không? Hãy học cái thói quen nhá. Học dần cái thói quen đó chính là sao ạ? Chị nói thì các bạn cũng phải ghi vào được. Chị nói ví dụ như là chẳng tự nhiên chị nói một cái câu nào đó rất là hay, thì các bạn cũng phải nhanh trí, nhanh tay để có thể ghi được cái câu ý của chị vào nhá. Chứ đừng thụ động là chị viết cái gì thì các bạn chép cái ý, được không ạ? Học văn thì phải nhớ là khi mà giáo viên giảng một cái câu nào đó rất là hay thì mình phải nhanh chóng chép vào luôn. Sau này biến nó thành của mình, được không ạ? Không phải nếu mà các bạn không chép vào là các bạn quên ngay đấy. Chị thì, chị hay là giáo viên của các bạn thì cũng chỉ ghi cho các bạn những cái ý chính ra thôi. Các bạn đồng ý với chị không nào? Nhá. Thế nhá. Ok. Rồi, vậy thì chúng mình cùng nhau. Đúng rồi. Gió vẫn còn hỏi là chị gửi tài liệu miễn phí à? Chết thật đấy. Hả? Giờ vẫn gửi là, à, giờ vẫn hỏi là chị gửi tài liệu miễn phí à? Các bạn nhớ rằng là đây là nhóm miễn phí mà, chị đang dạy các bạn miễn phí mà. Chị đang dạy các bạn bằng tất cả những cái tình yêu thương mà chị dành cho các bạn mà. Được không nào? Được chưa? Rồi, tiếp nhá. Chúng mình sẽ chuyển sang phần tác phẩm cùng với chị. Ok, xíu nữa thì chị sẽ quay lại để cho các bạn chép tiếp nhá. Xíu nữa thì chị sẽ quay lại. Chúng mình sẽ sang phần tác phẩm nào các bạn. Đây chính là cái phần của các bạn này. Đây mới chính là những cái nhiệm vụ của các bạn cần phải làm này. Các bạn không biết nhiều thông tin về nhà văn Nguyên Hồng thì các bạn cũng phải biết cái thông tin về cái đoạn trích này chứ, đúng không? Làm sao mà đã đọc tác phẩm rồi mà lại không biết được? Nào, hai tác phẩm. Bắt đầu. Một phút comment cho chị. Thôi 30 giây thôi, 30 giây comment cho chị. Xuất xứ của tác phẩm này ở đâu ạ? Nào, xuất xứ. Chị vừa nói xong đấy, chị vừa nói cách đây chắc một phút thôi. Là xuất xứ của tác phẩm này ở đâu rồi đấy? Mấy đứa này, comment ngay cho chị nhá. Buổi trước thì có nói chị là chị ơi em không có thời gian để em comment, em không có thời gian để em trả lời. Thì ngày hôm nay đây, chị sẽ dành cho các bạn những cái khoảng thời gian để các bạn thỏa sức, các bạn nêu ra cái ý kiến của mình các em nhá. Được không? Rồi, một phút bắt đầu, nêu xuất xứ. Một xuất xứ. Chị sẽ xem là những bạn nào nêu được đầu tiên nào. Xuất xứ ở đâu ạ? Rồi, ok, đã có những bạn trả lời đúng rồi này. À, những ngày thơ ấu, trích những ngày thơ ấu, trích từ tập hồi ký những ngày thơ ấu. Ờ, đúng rồi. Thế thì chị sẽ nói cho các bạn nhá. Chúng ta sẽ có xuất xứ. Đây là một cái đoạn trích được trích từ chương 4 của tập hồi ký những ngày thơ ấu. Nào, trích trong chương 4. Trong chương 4 của hồi ký, của tập hồi ký những ngày thơ ấu. Đúng rồi, rất là tốt, rất là biểu dương các bạn, rất là biểu dương các em nhá. Vậy thì đây, chị sẽ cung cấp những cái thông tin liên quan đến cái hồi ký những ngày thơ ấu này cho các bạn biết nhá. Chị sẽ cung cấp thông tin. Đây là một cái tập hồi ký ấy. Đây chính là một cái tập hồi ký mà được sáng tác vào năm 1938 và được in trên báo đấy, như chị đã nói đấy. Nhưng mà phải đến năm 1940 thì tác phẩm mới được xuất bản nhá, mới được in trọn vẹn thành cái sách để xuất bản. Đây là một cái tập hồi ký mà gồm 9 chương, ghi lại một cách chân thực tuổi thơ cay đắng của chính tác giả. Đó là một cái tuổi thơ rất ít những cái kỷ niệm êm đềm, mà chỉ toàn là những cái lời cay đắng, chỉ toàn là những cái tủi nhục của cậu bé côi cút cùng khổ, sống bơ vơ trong sự ghẻ lạnh cay nghiệt và cái thái độ dửng dưng tàn nhẫn của xã hội. Được chưa nào?
Được chưa nào? Nhớ. Vậy thì tóm tắt cái hồi ký này một chút xíu. Chị sẽ tóm tắt cái hồi ký này một chút xíu để cho các bạn đọc, để cho các bạn biết. Được không ạ? Cái cậu bé Hồng này này, các bạn tất nhiên là khi mà chị nói các bạn đọc trước đoạn trích ấy thì các bạn đã đọc cho chị rồi đúng không? Các em ở đây thì đã đọc cho chị rồi hết rồi đúng không? Vậy thì chị sẽ khái quát một chút xíu về cái đoạn trích cái hồi ký những ngày thơ ấu này nhá. Cái cậu bé Hồng này này là một cái cậu bé mà được sinh ra trong một gia đình khá giả. Cũng khá giả á. Bố thì làm gì ạ? Bố thì làm cai ngục, còn mẹ là con gái nhà buôn bán nhỏ. Cái cuộc sống hôn nhân ấy thì không hề hạnh phúc do cả hai thì đều bị ép duyên. Có nghĩa là không xuất phát từ tình yêu mà đến với nhau, mà họ bị ép. Họ bị ép phải lấy nhau. Nhá. Và sau đó thì Hồng lớn lên trong sự soi mói mỉa mai của những người họ hàng. Chú bé cha Hồng thì bỏ việc, ôm bàn đèn về nhà, sống trong một cái căn buồng tăm tối cùng khói thuốc phiện. Các bạn đều biết được rằng là khi mà chúng ta xem phim trước đây ấy, người ta hay có cái bàn đèn để sử dụng thuốc phiện ấy. Các bạn xem phim xưa thì các bạn sẽ biết, các bạn sẽ nhìn thấy cái bàn đèn ấy. Nhá. Thì ông bố này là một cái người nghiện ngập, có thể nói là nghiện ngập lắm. Thế cho nên là mọi cái bực tức hay là mọi cái khó khăn gì trong cuộc sống ông đều trút lên người vợ. Mẹ Hồng thì luôn chạy ngược chạy xuôi nhưng mà buôn bán thì thua lỗ. Cảnh nhà sa sút, người cha thì bỏ nhà ra đi, bỏ mặc vợ, con và người mẹ già hơn 80 tuổi. Bất lực vì cảnh con cái chia rẽ. Mẹ Hồng cũng đưa em Quế bỏ nhà ra đi sau những cái ngày tháng tần tảo ngược xuôi, vẫn không gánh nổi trước bàn đèn của người chồng. Cậu bé Hồng thì lang thang khắp nơi, đánh đáo ăn tiền. Nhiều lần thì người bố đoạt tiền của cậu mặc kệ cái ánh mắt uất ức khinh miệt của con. Đấy, có nghĩa là sao? Bố nghiện ngập, bố không lo cho con thì thôi đúng không ạ? Bố đây còn đi lấy cả tiền của con. Con thì còn rất là nhỏ, con thì phải đi bươn trải từ nhỏ, con thì phải làm lụng vất vả từ nhỏ, sống trong một cái môi trường sống không có tình yêu thương. Thế mà người bố vẫn nhẫn tâm, đúng không ạ? Người bố thì vẫn nhẫn tâm để lấy tiền của con đấy. Nhớ các bạn nhá. Sau này thì người cha ấy đã chết. Sau lý do chết này, lý do chết là sau những cái cơn phê thuốc phiện đấy, thì người cha ấy đã qua đời. Mẹ bé Hồng thì bỏ đi tha phương cầu thực và có con với người khác, có một đứa con với người khác, lang bạt ở cái vùng đất Thanh Hóa. Bé Hồng thì sống trong một cái sự ghẻ lạnh và cay nghiệt của người bà cô. Ngày giỗ đầu của ông chồng ấy, ngày giỗ đầu của chồng của bố bé Hồng ấy, thì mẹ bé Hồng đã trở về. Và đấy cũng chính là cái đoạn trích mà chúng ta sẽ được học. Cái khoảnh khắc mà được sống trong lòng mẹ và trở thành một cái kỷ niệm ngọt ngào giữa những cái ngày tháng, chuỗi ngày tháng tuổi thơ cay đắng và uất hận của chú bé Hồng khi mà phải sống ở với đằng nhà nội, phải sống với bà cô. Chúng ta đọc văn bản thì chúng ta cũng thấy được rằng là mọi cái sự quan tâm của người bà cô đối với chú bé Hồng ấy đều là sự giả tạo, đúng không ạ? Đều là sự giả tạo. Và người bà cô ấy luôn muốn chia rẽ cái tình mẫu tử của Hồng với mẹ. Đúng không? Luôn miệt thì luôn khinh miệt, luôn ruồng bỏ chú bé. Đấy. Và sau cái ngày giỗ thì sau cái ngày mà mẹ Hồng đã về gặp chú bé Hồng ấy, thì mẹ Hồng lại phải đi, mẹ Hồng lại phải ra đi, bỏ lại hai đứa con sống côi cút trong sự khinh miệt và độc ác của bà cô. Hai người con vì không ai quản lý giáo dục, nhợn nhơ chơi đùa. Hồng thì lang thang khắp nơi đánh đáo để ăn tiền. Khi mẹ hỏi ý kiến về việc đưa em bé về, thì Hồng đã khẳng định là gì ạ? Hồng đã khẳng khái như thế này. Mợ không sợ ai hết, mợ cứ đường hoàng đưa em về. Nhớ. Có nghĩa là cái xã hội ấy, họ không chấp nhận, họ không chấp nhận mẹ Hồng. Bởi vì sao? Mẹ Hồng đã đi thêm bước nữa và có thêm một người em bé nữa. Thế cho nên là khi mà mẹ Hồng có ngỏ ý là muốn đưa em về, mẹ Hồng có một cái ý kiến là muốn đưa em về, thì làm sao ạ? Hồng đã khẳng khái nói là mợ không phải sợ ai hết, mợ cứ đường hoàng mà đưa em về. Được không nào?
Vậy thì kết thúc cái cuốn hồi ký đó là cái hình ảnh Hồng bị thầy giáo phạt quỳ ở góc lớp trong suốt những cái trong suốt 5 ngày liên tiếp, và còn phải chịu được một cái hình phạt thêm 60 ngày nữa. Hồng lúc ấy thì đã bỏ học hẳn, và sau những cái lần cố gắng chuộc lỗi, được không ạ? Cái xã hội lúc bấy giờ, thay vì qua đây chúng ta có thể thấy được rằng là cái xã hội thời mà Nguyên Hồng sống ấy, họ không có một cái lối thoát cho người nông dân các em nhá. Không hề có lối thoát đâu. Chà đạp người nông dân đến tận cùng của xã hội, chà đạp người nông dân đến tận đáy sâu của xã hội, đáy sâu của vực thẳm, không để họ ngóc đầu lên, được không ạ? Phê phán được cái hiện trạng sa sút, cái cảnh ngộ mà người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em phải chịu đựng. Ngoài ra thì chúng ta thấy được rằng là những cái bộ mặt giả dối, tàn ác, nhẫn tâm mưu của từng lớp tư sản, tiểu tư sản thời bấy giờ, đúng không ạ? Họ có tiền mà, họ nghĩ rằng là họ có tiền cho nên họ có thể là coi nhẹ, đúng không ạ? Coi nhẹ cái tính mạng, coi nhẹ cái phẩm giá của tất cả những cái người dưới họ. Thấy không? Các bạn thấy không? Các bạn tìm hiểu sâu về cái văn học giai đoạn này, các bạn sẽ thấy rất là hay nhá. Rất là hay, được chưa? Đầu tiên là, vậy thì đấy chính là cái xuất xứ được trích trong cái đoạn, cái hồi ký những cái thơ ấu nhá. Đây là một cái hồi ký gồm 9 chương, thì cái trong lòng mẹ này trích từ ở chương 4. Tiếp đến này, quay trở lại tiếp với chị bố cục. Bố cục nào, vậy thì theo các em ấy, theo các em thì ở cái văn bản này được chia ra làm mấy phần? Chị khóc hở chị mấy cái đứa này. Không sao, chị vẫn tiếp tục với các em được mà. Gồm 2 phần, đúng rồi, gồm 2 phần. Ok, chị đã thấy các bạn trả lời đúng rồi đấy. Gồm 2 phần, tác phẩm gồm 2 phần nhá. Đoạn trích này thì gồm 2 phần, như chị sẽ chia ra 2 phần này. Các bạn ơi, trong một cái tác phẩm ấy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách chia khác nhau. Các bạn sẽ có thể chia dựa theo nhân vật, các bạn sẽ có thể chia theo cái tiến trình của cái sự việc ấy nó diễn ra như thế nào nhá. Ở đây thì chị sẽ chia ra thành 2 phần. Dựa vào cái việc gì mà chị sẽ chia ra 2 phần ạ? Chị sẽ dựa vào cái việc là cái cuộc trò chuyện, cái cuộc đối thoại của chú bé Hồng với 2 nhân vật, đó chính là gì ạ? Đó chính là bà cô và mẹ của cậu bé nhá. Phần 1 đây, các bạn sẽ nhìn vào đây cho chị, nhìn vào cái cuốn sách giáo khoa của chúng mình ấy, nhìn vào cuốn sách giáo khoa chị. Đây nhá. Vậy thì ngay từ đầu 1 này, đây chính là phần 1 này. Đến đâu ạ? Các bạn ơi, đến đâu ạ? Đến đâu là bắt đầu sẽ hết đến cuộc đối thoại giữa bà cô ạ? Nào. Rồi, ok. Đến gì ạ? Người ta hỏi đến chứ. Đây nhá, đến đây sẽ hết được 1, và đây sẽ là phần 2 của chúng mình. Phần 1 thì sẽ ứng với việc là cuộc đối thoại giữa chú bé Hồng và bà cô, được không nào? Cuộc đối thoại giữa chú bé Hồng và bà cô phần 2. Chúng ta sẽ thấy được là cuộc đối thoại giữa chú bé Hồng và mẹ nhá. Cuộc đối thoại giữa chú bé Hồng và mẹ. Rồi, ok. Mấy cái đứa này, đây bảo chị khóc thút thít lên này. Khóc đâu mà khóc. Không, chị không khóc đâu. Chị không khóc đâu, chị vẫn ở đây để giảng cho các bạn mà. Được không nào? Rồi, nhìn vào bố cục của chị nhá. Chúng ta sẽ chia ra thành 2 phần, đó là cuộc đối thoại giữa chú bé Hồng và bà cô, cuộc đối thoại giữa chú bé Hồng và mẹ. Và đây cũng chính là cái cách mà chị sẽ đi khai thác, chị sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu cái văn bản này. Các bạn hãy nhớ rằng với chị điều đó nhé. Chị sẽ cùng các bạn đi khai thác văn bản theo cái bố cục như thế này đấy. Một là cuộc đối thoại giữa chú bé Hồng và bà cô, thì ở trong đó thì chú bé Hồng như thế nào, bà cô ra sao?
Phần 2 là cuộc đối thoại giữa chú bé Hồng và mẹ. Thì chú bé Hồng lúc ấy như thế nào và cái tâm trạng hay là cái hình ảnh của người mẹ hiện ra lúc ấy ra sao? Chị sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái khai thác theo cái hướng như vậy, để cho chúng ta sẽ dễ hình dung ra là ở trong một cái cuộc đối thoại thì những cái nhân vật ấy họ thể hiện cái cảm xúc của mình như thế nào, họ bộc lộ qua cái hành động, bộc lộ qua cái lời nói ra như ra sao. Kèm nhá. Rồi ok, đấy chính là bố cục. Tiếp đến này, đấy là phần xuất xứ và bố cục, được chưa nào? Tiếp, đi hiểu tiếp với chị về thể loại. Thể loại. Các em ơi, tiếp tục comment cho chị. Vậy thì thể loại của cái đoạn trích này, thể loại của đoạn trích này là gì ạ? Các bạn tiếp tục comment cho chị đi. Tiếp tục comment cho chị nhá. Thể loại là gì? Đúng rồi, thể loại là hồi ký. Hồi ký ạ. Nhớ, thể loại chính là hồi ký. Ok chưa? Vậy thì chúng ta đều biết đấy, các bạn sẽ hiểu được rằng là cái hồi ký là cái gọi là như là viết lại cuộc đời mình ấy. Nhớ, như một cái kiểu, như một cái thể loại văn để ghi lại cái cuộc đời mình. Và chúng ta thấy được cái cuộc đời của Nguyên Hồng nằm ở trong cái hồi ký này mà. Nhá, hồi ký nó là một cái dạng văn, nó là một cái thể loại văn ghi chép lại cái cuộc đời hay là ghi chép lại những cái sự kiện nó diễn ra ấy. Nhá, sự kiện diễn ra xoay quanh cái cuộc đời của nhà văn, được không ạ? Nhá, thể loại là hồi ký. Rồi, tiếp đến này, tiếp đến đó chị. Các bạn sẽ tìm hiểu cho chị về chủ đề. Chủ đề. Nào, chủ đề của văn bản này. Em ơi, chủ đề của văn bản này, có lẽ là về cái phần chủ đề thì các bạn sẽ hơi khó hình dung, đúng không ạ? Về chủ đề thì các bạn sẽ hơi khó hình dung. Thế thì chị sẽ nêu luôn chủ đề cho các bạn nhé. Chủ đề đó chính là về tình yêu thương. Tình yêu thương cháy bỏng. Tình yêu thương cháy bỏng. Và cái nỗi nhớ của bé Hồng về mẹ. Nhớ, dù sống trong hoàn cảnh, dù sống trong hoàn cảnh bị người khác rẻ rúng, được không ạ? Được không ạ? Nhá, đấy chính là chủ đề của chúng ta. Đấy chính là chủ đề. Tiếp đến, các bạn sẽ quan tâm với chị về gì ạ? Phương thức biểu đạt. Phương thức biểu đạt. Quá là dễ, đúng không? Quá là dễ. Nào các bạn ơi, phương thức biểu đạt của cái văn bản này là gì ạ? Nào, tiếp tục comment đi. Phương thức biểu đạt là gì ạ? Từ sự miêu tả và biểu cảm. Trời ơi, Nguyễn Đức Lương, cái đứa này nó comment rất là nhanh. Và đúng rồi đấy. Từ sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. Nhớ, chúng ta hoàn toàn có thể thấy được mà. Đã là hồi ký rồi thì chắc chắn nó phải là tự sự kể lại cuộc đời mà, đúng không ạ? Đã là hồi ký thì chắc chắn phải có yếu tố tự sự ở trong đấy. Sau đó thì làm sao ạ? Miêu tả, rồi biểu cảm, thể hiện cái cảm xúc của mình. Miêu tả những cái hành động của chú bé Hồng và mẹ của chú bé Hồng âu yếm như thế nào, đúng không ạ? Nhá, đấy chính là tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. Tiếp theo, các bạn sẽ hình dung cho chị cái cách tóm tắt. Đấy, đây chính là phần quan trọng này. Đây chính là phần quan trọng này. Bạn nào mà không tóm tắt được văn bản này thì chúng ta sẽ rất là khó có thể đi tìm hiểu sâu đấy, được không ạ? Như chị đã nói rồi, khi mà chúng ta đi tìm hiểu một cái đoạn trích, một cái đoạn văn xuôi nào đó, thì các bạn cần phải quan tâm cho chị là nhân vật chính của chúng mình là gì, nhân vật chính là ai, được không ạ? Nhân vật chính của chúng ta là ai, và cái cốt truyện xoay quanh với cái nhân vật ấy như thế nào. Vậy thì các bạn sẽ tóm tắt cái câu chuyện này ra sao ạ? Các bạn sẽ tóm tắt như thế nào? Nào, nhìn vào sách giáo khoa thì các bạn sẽ tóm tắt như thế nào?
Đầu tiên thì tác giả Nguyên Hồng ấy, à cái người biên soạn, đây chính là cái đoạn văn do người biên soạn soạn nhá. Nhá. Thì là đã cũng nói về là chú bé Hồng đã ra đời là một cái kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu. Chú lớn lên trong một cái không khí giả dối lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc. Người bố thì sống lặng lẽ, u uất với bản đèn thuốc phiện. Người mẹ trẻ trung của trái tim khao khát yêu đương song đành chôn tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập. Gia đình ngày càng sa sút rồi cuối cùng sụp đổ hẳn. Bố chết, người mẹ vì cùng túng quá phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực, để lại một cái đứa trẻ sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh cay nghiệt của họ hàng. Đấy chính là phần mà tác giả đang tóm tắt cái đoạn trên đấy, cái đoạn trước diễn ra. Cái phần trước diễn ra ở trước cái đoạn trích trong lòng mẹ này này, được không ạ? Và sau đó thì vào cái đoạn trích trong lòng mẹ. Bắt đầu là cảm xúc của nhân vật tôi, đúng không ạ? Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vải màn ở trên đầu đi rồi. Không phải đoàn tang thầy tôi, mà vì tôi muốn mua được cái mũ trắng và cuốn băng đen. Đúng không ạ? Tôi mới mua được cái mũ trắng và cuốn băng đen. Đấy. Thế thì bắt đầu ở đây chúng ta sẽ có thể tóm tắt. Chúng ta sẽ có thể tóm tắt là gì ạ? Nào các bạn ơi, các bạn có thể tóm tắt cái đoạn trích này như thế nào? À, rồi, chị sẽ tóm tắt cho các bạn nhé. Bé Hồng chính là một cái kết quả. Chú bé Hồng này chính là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cậu bé lớn lên trong một cái sự giả dối lạnh nhạt của gia đình. Rồi, người cha thì nghiện ngập, vừa mất chưa đầy một năm. Mẹ bé Hồng thì đã bỏ đi biển biệt không có tin tức gì. Không có cha, thiếu vắng tình thương của mẹ, bé Hồng còn phải chịu sự độc ác, cay nghiệt và giả dối của bà cô. Bà cô thì luôn tìm mọi cách để gieo rắc vào đầu Hồng những ý nghĩ để bé ruồng rẫy mẹ. Tuy nhiên những lời cay nghiệt của bà cô chỉ làm cho bé Hồng thêm yêu thương mẹ và căm ghét những thế lực đã đày đọa mẹ mình mà thôi. May mắn thì đã mỉm cười với bé Hồng. Khi gần đến ngày giỗ của cha thì mẹ bé đã về. Niềm hạnh phúc được nằm trong lòng mẹ làm bé Hồng sung sướng và hạnh phúc. Đấy, đấy chính là một cái đoạn tóm tắt ngắn gọn cả cái gì ạ? Nhá, cả cái đoạn trích trong lòng mẹ này. Các bạn phải để ý cho chị nhá. Vậy thì cái nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ tóm tắt cho chị cái đoạn trích này. Các bạn sẽ tóm tắt cho chị cái văn bản này trước khi mà sang buổi tiếp theo là buổi thứ 5, chị em mình sẽ đi tìm hiểu sâu về văn bản. Được không ạ? Nhớ cho các chị là các bạn sẽ phải đi tóm tắt cái văn bản này trước khi mà chị em mình cùng nhau. Đấy, chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sâu về văn bản. Được chưa? Nhớ. Rồi, ok, đấy chính là phần về tóm tắt văn bản. Thế là xong. Thế là xong về phần tác giả tác phẩm. Vậy thì ở đây hôm nay ngày hôm nay thì chị em mình cũng đã tìm hiểu về tác giả tác phẩm hết một tiếng đồng hồ đấy. Một tiếng đồng hồ chỉ dành riêng để nói về tác giả tác phẩm thôi đấy. Sau này mà đứa nào vẫn còn hỏi chị về trong lòng mẹ, cái đoạn trích trong lòng mẹ được sáng tác vào năm nào thì, được không ạ? Phải nhớ nhá. Mấy đứa phải ôn luyện thật là tốt đó chị đấy. Bởi vì làm sao ạ? Năm lớp 8 là một cái năm học mà nó đóng cái vai trò là nền tảng để sau này các bạn lên lớp 9 các bạn viết văn nghị luận văn học tốt hơn. Thế cho nên là khi mà học những cái văn bản như thế này này, các bạn phải hết sức lưu ý để xem là cái cách mà chị sẽ triển khai nó như thế nào. Để sau đó thì chúng ta sẽ ghép vào, chúng ta sẽ nối những cái ý vào với nhau thành một cái bài văn hoàn chỉnh, dẫn dắt cho nó làm sao cho nó thật là mềm mại, thật là ấn tượng nhá. Vậy thì đây, chị sẽ cho các bạn một cái phần, đó chính là phần mở bài đi. Các bạn có muốn lắng nghe một cái phần mở bài cho cái văn bản này không ạ? Các bạn có muốn lắng nghe không? Các bạn có muốn nghe không? Nào, bắt đầu lại đến giai đoạn comment xem là có muốn nghe mở bài không nào? Có muốn biết về mở bài không nào? Đấy. Rồi, có đứa nào bảo không không? Sao đây? Đào Hà Ngân bảo gì chị đây? Không liên quan lắm nhưng mà em hơi bị tò mò ạ. Tại chị còn trẻ mà giỏi ghê. Cái gì vậy trời? Đang nói cái gì phía trước à? Đang nói cái gì phía trước hả? Rồi, ok. Quay trở lại vào đây với chị nào. Mấy cái đứa này
Đây nhá, nhìn đó chị này. Chị sẽ có cho các bạn một cái phần mở bài và kết bài mẫu, để sau này khi mà các bạn đi viết nghị luận văn học ấy, các bạn nếu mà có gọi là bí quá, không biết viết, không phải không biết viết, các bạn thì đều biết viết, nhưng mà ý chị là khi mà các bạn bí quá, các bạn chưa nghĩ ra được một cái câu dẫn hợp lý, thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái phần mở bài và cái kết bài này của chị để các bạn lắp ghép vào, được không ạ? Vậy thì ở đây mở bài chị sẽ dùng cái cách đó là chị trích một cái câu nhận định, trích một cái câu chia sẻ, trích một cái lời tâm sự của chính nhà văn luôn, để chúng ta dẫn vào vấn đề. À, sinh thời thì nhà văn Nguyên Hồng đã từng chia sẻ: tôi sẽ viết về những cảnh đau khổ, về sự áp bức, về nỗi trái ngược bất công. Tôi sẽ đứng về phía những con người lầm than, bị đày đọa, bị lăng nhục. Và cái tâm niệm ấy của tác giả đã được thể hiện vô cùng rõ nét qua đoạn trích Trong Lòng Mẹ. Đoạn trích ấy đã gây nhiều xúc động mạnh mẽ cho người đọc, khi thể hiện gần như trọn vẹn những tình cảm sâu sắc của tình mẫu tử thiêng liêng chất chứa trong từng câu chữ. Đó, các bạn có thể thấy không? Các bạn thấy không? Có nghĩa là sao? Chị sẽ dẫn từ cái tâm niệm của tác giả, là tác giả rất là muốn hướng về những cái cảnh đau khổ, về những cái sự áp bức, về những cái tủi nhục, những cái khó khăn mà người nông dân phải trải qua. Và cái văn bản Trong Lòng Mẹ này này, nó cũng là như vậy, đúng không ạ? Nó cũng thể hiện được cái nỗi đau, đúng không ạ? Thể hiện được cái nỗi đau của chú bé Hồng khi mà bị bà cô ấy dùng những cái lời lẽ cay nghiệt để nói về Hồng và mẹ nhá. Chính vì thế mà chị dẫn được luôn sang cái văn bản Trong Lòng Mẹ này. Các em có thể học tập cái cách dẫn như vậy, hoặc là các bạn có thể dẫn bằng một cái câu thơ về tình mẫu tử chẳng hạn, được không ạ? Dẫn một câu thơ về tình mẫu tử này, dẫn một cái câu nhận định về tác phẩm này này nhá. Đó, rồi, vậy thì kết bài chúng ta sẽ có ra sao? Cái phần kết bài sẽ có cái nhiệm vụ là tổng kết lại cái vấn đề của chúng ta. Sẽ có nhiệm vụ tổng kết lại cái vấn đề của chúng ta. Vậy thì chúng ta không phải, các bạn nhớ, lưu ý với chị một cái điều này này. Các bạn rất là hay mắc phải, không biết là các bạn mới lên lớp 8 thì không biết là các bạn đã viết nhiều văn nghị luận chưa. Nhưng mà khi mà chị hướng dẫn các anh chị học sinh lớp 9 ôn thi vào 10 ấy, các anh chị ấy rất hay mắc một cái tội, đó chính là sao? Đó chính là gì ạ? Các anh chị ấy luôn nghĩ rằng là cái phần đánh giá nội dung và nghệ thuật nó chính là phần kết bài. Nhưng mà không phải vậy đâu các em nhá. Không phải vậy đâu. Bây giờ người ta không nghĩ là như thế đâu. Chúng ta phải có một cái phần đánh giá nội dung và nghệ thuật riêng. Và sau đó kết bài sẽ có cái nhiệm vụ, đó chính là tổng kết lại cái vấn đề và nêu cái cảm nghĩ của các bạn về cái vấn đề ấy. Chứ không phải là chúng ta cứ là bằng nghệ thuật bằng nghệ thuật này, nghệ thuật kia thì tác giả đã làm nổi bật lên. Thì cái điều đó là cái luận điểm chúng ta nên viết vào cái phần đánh giá nội dung và nghệ thuật, được không ạ? Để cái phần kết bài này dành nhiều hơn những cái cảm xúc của mình, dùng nhiều hơn những cái cảm nhận của mình để nói về tác phẩm. Giống như trong đây chị cũng đã viết một cái kết bài mẫu cho các bạn. Tuy chỉ là một chương hồi ký trong nhưng Trong Lòng Mẹ đã lột tả hết cái chất trữ tình đầy ngọt ngào xuất phát từ trái tim của một người nghệ sĩ giàu lòng nhân hậu như Nguyên Hồng. Cả chương sách, mỗi câu văn con chữ đều dạt dào cảm xúc đến nghẹn ngào. Đọc và cảm nhận những tình cảm thiêng liêng ấy, trong đoạn trích ta càng yêu hơn, trân trọng hơn những phút giây ấm áp khi chúng ta có mẹ trên đời, được không nào? Hoặc là các bạn sẽ có thể thêm vào một cái câu thơ chẳng hạn: à, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đúng không ạ? Nhớ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể biến tấu. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể biến tấu được mà. Các bạn rất là sáng tạo, chị tin các bạn. Bây giờ ấy, các bạn học sinh bây giờ rất là sáng tạo luôn. Có khi là các bạn còn viết hay hơn cả chị ấy chứ, đúng không nào? Thế cho nên là đây chính là hai cái phần mẫu thôi. Chị chỉ viết mẫu ra cho các bạn để các bạn tham khảo thôi. Còn sau này thì khi mà các bạn viết văn thì các bạn có thể linh hoạt vận dụng vào bài viết của mình nhá. Các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra những cái cách viết khác nhau. Hay là cái bài tập ngày hôm nay thì chị sẽ cho các bạn viết mở bài kết bài nhở, xong rồi chị sẽ chấm và chị nhận xét nhở. Các bạn có đồng ý với chị điều đó không? Các bạn đồng ý không ạ? Bằng nghệ thuật này tác giả muốn làm nổi bật câu văn mẫu của nhiều học sinh, đúng rồi. Bởi vì sao ạ? Đôi khi các bạn rất là, các bạn gọi là
các thầy cô lo cho các bạn đấy, các thầy cô lo cho các bạn. Lo là sợ là các bạn không viết được, cho nên các thầy cô thường thường nói những cái câu mẫu ra để chúng ta vận dụng vào, chúng ta bám vào đấy mà để dành cho tất cả những cái bài văn có đều có thể viết được. Cứ bằng những cái nghệ thuật này, bằng cái nghệ thuật kia, đúng không ạ? Bằng nghệ thuật xây dựng hay là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật thì tác giả đã làm nổi bật, đúng không ạ? Nổi bật cái vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật này chẳng hạn. Đó, nhá. Câu văn mẫu à? Ôi, Nhi Ngọc có nói với chị là bạn nào không đọc được bình luận thì có cách là có 4 dòng ở bình luận được mọi người bấm vào lần lượt rồi bấm chat trực tiếp mọi người sẽ đọc được. Ôi thế à? Giờ chị mới biết đấy. Giờ chị mới biết đấy. Thế là thế nào ngày hôm nay thì các bạn có muốn làm một cái bài tập liên quan đến cái phần viết mở bài kết bài không? Không, chị không sợ các bạn viết hay hơn chị đâu. Trời đất ơi, các bạn viết hay hơn chị thì điều đó là một cái điều hạnh phúc mà, đúng không ạ? Điều đó là một cái điều hạnh phúc mà. Bởi vì các bạn cần phải sáng tạo hơn, các bạn cần phải viết văn mềm mại hơn, các bạn còn cần phải thi, đúng không ạ? Đó là một cái điều mà chị nghĩ rằng là chị rất là mong mỏi ở điều đó. Chị rất là mong mỏi khi mà các bạn có thể là vào đây nghe chị giảng này, các bạn sẽ có thể từ những cái ý của chị giảng mà các bạn sẽ triển khai thành một cái bài văn, hoặc là các bạn sẽ viết ra thành một hay là những cái dòng cảm xúc, cái dòng tâm trạng của các bạn hay hơn. Đấy, đấy là điều thành công của chị mà, chị rất là mừng vì điều đó ấy. Được không ạ? Được không nào? Nhá. À rồi, ok, thế thì nhá. Thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ chỉ dừng lại tại đây ở cái phần là khái quát tác giả tác phẩm. Và chị sẽ đăng bài tập lên cho các bạn. Chị sẽ đăng bài tập lên cho các bạn. Và tất nhiên rồi, ở bài tập tuần này thì các bạn sẽ viết cho chị mở bài thôi. Chị chỉ yêu cầu các bạn viết mở bài thôi, để xem là các bạn sẽ dẫn dắt như thế nào. Các bạn đã có một chút gì đó là gián tiếp chưa, hay là các bạn vẫn dẫn trực tiếp là nhà văn Nguyên Hồng là một nhà văn sinh ra tại Nam Định này, rồi ông có giọng văn như thế nào, với nổi bật trong cuộc cái sự nghiệp sáng tác của ông thì là có tác phẩm nào. Đấy là một cái gọi là cái mở bài quốc dân, đúng không? Đó chính là một cái mở bài quốc dân của chúng ta. Hầu như là bạn nào cũng đã từng trải qua và bạn nào cũng đã từng viết cái mở bài như vậy. Thế cho nên là ngày hôm nay thì chị sẽ muốn các bạn sẽ sáng tạo hơn. Các bạn sẽ dẫn dắt hay hơn một chút xíu, chị là mở bài bằng cách gián tiếp, để dẫn vào bài, dẫn vào cái văn bản trong lòng mẹ này các em nhá. Đồng ý với chị không nào? Rồi, ok. Thế thì ngày hôm nay chị em mình sẽ dừng lại tại đây nhá. Chị em mình sẽ dừng lại tại đây. Rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã vào đây học cùng với chị. Và nhớ rằng là sau cái buổi học này thì các bạn sẽ xem lại giúp chị về phần tác giả tác phẩm. Nếu mà các bạn còn chưa hiểu phần nào, các em còn băn khoăn về những cái điều mà chị đã giảng ngày hôm nay ấy, thì các bạn sẽ có thể inbox qua chị hoặc là nhắn vào trong nhóm chat của lớp mình để chị có thể giải đáp cho các em nhá. Nhá, được không nào? Ok. Rồi, vậy còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp của mình tại đây thôi. Ngại quá, chị cứ đọc bình luận của em. Trong tất cả các loại trong cái gì đây? Đấy, nó lại viết liên thuyên rồi đây này. Ok chưa? Đồng ý với chị không? Nào thì có đồng ý là đi ngủ sớm không nào? Có đồng ý là đi ngủ sớm không? Chị thấy các bạn thức khuya lắm. Đêm rồi chị vẫn thấy nhắn tin, sợ thật đấy. Mấy cái đứa này thức khuya thực sự luôn ấy. Hay là đang nghỉ hè? Đang nghỉ hè là có cái thời gian chơi là cứ thức khuya đây, phải không? Phải không? Phải không mấy đứa này? Em không ngủ sớm được. Sắp phải tắt like rồi. Đúng rồi, chị sắp tắt rồi đây này. Nào, có cái điều gì muốn nói với chị không? Các bạn có điều gì muốn nhắn nhủ với chị không nào? Sắp phải tắt like rồi, nghe có vẻ tiếc nuối nhỉ? Có vẻ hơi tiếc nuối đúng không nào? Muốn lâu hơn à? Muốn lâu hơn à? Một tuần thì chị gặp các bạn 2 buổi cơ mà, đúng không? Một tuần thì chị gặp các bạn 2 buổi cơ mà. Lo gì? Chị em mình còn đầy thời gian để có thể trò chuyện với nhau. Chị không đọc tin nhắn của em. Trời đất ơi, ok. Các bạn ơi, nếu mà bạn nào mà chưa được chị dép ấy thì các bạn hãy nhắn tin vào trong nhóm chat nhá. Bởi vì sao ạ?
Một ngày thì chị nhận được cái số lượng tin nhắn khá là nhiều, và rất là nhiều những cái tin nhắn bị cho vào spam này, bị cho vào cái thư mục là tin nhắn chờ này, mà chị không thể nào mà chị check hết, và chị cũng không biết là đâu là học sinh của chị mà chị dép ấy, rất là nhiều luôn ấy nhá. Thế cho nên là những bạn nào mà chưa được chị dép thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin vào trong nhóm chat và là chị ơi em chưa được chị dép ạ, hay là chị ơi chị dép em với, thì chị sẽ vào chị dép các bạn, được không? Nhớ chị đấy. Sao lại chị tán chuyện với bọn em đi? Chị biết ngay mà, cái đội này là cái đội rất thích buôn chuyện. Đây là một cái đội rất thích buôn chuyện luôn, trời đất ơi. Học thì không thấy chúng nó đâu đâu, nhưng mà bao giờ chuẩn bị là đến cái chuyên mục là tâm sự tuổi hồng ấy, thì sao mà lại vào đông thế? Sao mà lại comment nhiều thế chứ lại? Mấy cái đứa này. Chị mở Zoom đi ạ. À, chị ngủ đừng mơ thấy em nhé. Thôi được rồi, ok. Thế thì nếu mà muốn tâm sự với chị thêm ấy thì chúng mình sẽ cùng nhau quay trở lại nhóm chat như hôm nọ nhá. Rồi mấy đứa muốn nói gì thì nói. À không phải là muốn nói gì thì nói vẫn phải có một cái câu chuyện nào đó để chúng mình bàn chuyện xoay quanh cái câu chuyện đó, đúng không nào? Miễn là như chị đã đặt ra, những cái nguyên tắc mà chị đã đặt ra là phải tôn trọng nhau, được không ạ? Nói chuyện thì phải tôn trọng nhau, tôn trọng chị, tôn trọng các bạn ở trong nhóm. Rồi sao nữa ạ? Không nói tục chửi bậy. Chị mà thấy cái đứa nào mà nói tục chửi bậy là chị cho ra khỏi nhóm luôn đấy. Không phải ý kiến ý cò gì đâu, được không? Cứ nói tục chửi bậy là thôi đi ra khỏi nhóm và không còn là học sinh của chị nữa. Và chị không nhận đấy là học sinh đâu nhá. Mấy đứa nhá. Đấy, hết sức lưu ý cho chị là cái việc giao tiếp ở trong nhóm học của chúng mình hết sức văn minh, hết sức lịch sự và hết sức tôn trọng mọi người. Được chưa nào? Rồi, còn bây giờ thì chị sẽ xin phép là tạm dừng phần phát trực tiếp của chị tại đây. Và sau đó thì chị sẽ quay trở lại nhóm chat cùng các bạn để xem là buổi tối ngày hôm nay thì chủ đề nói chuyện của chị em mình sẽ là gì đây? Nhá. Đồng ý không? Đồng ý với chị không nào? Rồi, vậy thì các bạn hãy nhớ rằng là xem lại cho chị về phần khái quát tác giả tác phẩm mà ngày hôm nay chị em mình cũng đã tìm hiểu qua. Rồi những cái nội dung chính của cái hồi ký những ngày thơ ấu cũng như là cái văn bản trong lòng mẹ là như thế nào? Có những cái nhân vật cụ thể ra sao? Nhân vật chính hay là cái tình tiết chuyện nó sẽ xoay quanh những cái tình tiết như thế nào? Để chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái buổi học về văn bản vào thứ năm tuần này, được không ạ? Ngày kia đấy nhá. Ok, bye bye, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn tối nay sẽ ngủ thật là ngon nhá. Ngủ thật là ngon và có một cái buổi tối ấm áp bên gia đình nha. Bye bye.